Ghi nhận sáng ngày 6 tháng 4, cơ quan chức năng thực hiện công tác cưỡng chế công trình xây dựng số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 với diện tích vi phạm hơn 400m² sàn. Dù chỉ được cấp phép xây dựng 6 tầng nhưng chủ đầu tư xây thành 9 tầng để kinh doanh karaoke. Trong sáng nay, hàng chục công nhân vẫn tiếp tục đục cắt từng mảng bê tông tại tầng 8-9 của công trình này. Đây là một trong 7 công trình vi phạm nằm trên địa bàn phường 12 với mức độ vi phạm lớn. Chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng chủ nhà không chấp hành. Trước đó, ngày 2 tháng 4, tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban nhân dân quận 10 cho biết, quận 10 đã có văn bản báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng để hỗ trợ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ngoài công trình đang bị cưỡng chế này, ở địa bàn phường 12 quận 10 còn 6 công trình khác có vi phạm như xây vượt tầng, lấp ô thông tầng, nới rộng sân thượng tại các địa chỉ 740/15A+17 và 766/12 Sư Vạn Hạnh, 252/43 và 252/45 Cao Thắng, 839/10 Lê Hồng Phong, 42/2 Trần Thiện Chánh. Được biết, ngày 8 tháng 4 sắp tới, Ủy ban nhân dân quận 10 sẽ tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số 766/12 Sư Vạn Hạnh. Các công trình còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.